Quế Vân bụng mang dạ chửa, tố bạn trai đại gia ngủ với vợ cũ nhiều lần rồi đã ly hôn. Những tưởng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc mới nhưng mới đây, Quế Vân lại khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng đàn tố bạn trai đại gia sống bạc bẽo. Quế Vân cho biết dù cô đang mang thai và sức khỏe yếu nhưng người đàn ông này lại ngoại tình sau lưng cô. Đáng chú ý, tiểu tam mà Quế Vân tố lại chính là vợ cũ của bạn trai. Cô khẳng định nếu bạn trai không tỉnh ngộ, cô sẵn sàng trở thành single mom. Trong đoạn chat với bạn trai, người đàn ông này đã liên tục thề độc sẽ không gặp gỡ và ngoại tình với mẹ của hai đứa trẻ. Đây cũng chính là dòng tin nhắn được Quế Vân chia sẻ liên tục trên story cá nhân cả tháng qua. Bố ơi bố, mẹ bụng mang dạ chửa sắp sinh rồi, ấy thế mà bố bạc bẽo quá. Mẹ là người từ bi hỉ xả, không ngăn cấm bố gặp lại vợ cũ con riêng. Mẹ đã từng cho bố đến nhà vợ cũ, ngồi chơi cả mấy tiếng mà không hề gọi, không hề ghen. Nhưng chỉ vì từ khi mẹ đọc được tin bố ngủ với vợ cũ, mặc dù hai người đã ly hôn từ rất lâu, nên bây giờ mẹ không tin nữa. Vì thế mẹ cần lời thề. Bố đã thề với mẹ, nhưng bố không thực hiện, bố vẫn ngang nhiên gặp lại. Lời thề với bố không sợ, mẹ sợ lắm luôn, quật cho mất hết tất cả. Nếu như bố không tỉnh ngộ ra sớm, thì mẹ sẵn sàng để con không có cha. Quế Vân viết. Chưa dừng lại ở đó, Quế Vân còn tiết lộ về quá khứ của bạn trai đại gia khiến nhiều người bất ngờ. Bởi vì bản thân bố hiện giờ có 3 đứa con, 3 dòng máu. Người con thứ nhất với vợ cũ ly hôn rồi, cậu bé thứ hai đi theo mẹ về Nga bởi vì bố đối xử tàn nhẫn với họ và vĩnh viễn họ không cho bố gặp lại cậu bé nữa. Vậy chỉ còn duy nhất em Gu sắp ra đời mà bố đã quá độc ác với em Gu. Bố cứ loanh quanh mãi không chán à, mẹ bụng mang dạ chửa, nằm viện bố không vào thăm, lại đi nói với thiên hạ là bố đang bận chăm mẹ. Bố có sợ méo mồm tiếp không? Mẹ đang bị thiếu máu, thiếu chất nguy hiểm đến tính mạng và thai nhi trong bụng, nhưng bố mặc kệ, sẵn sàng đi thâu đêm không về, bố ngủ với ai mà không sợ nghiệp quật. Mẹ lo cho bố lắm, mẹ nhắn lên đây vì không gọi được bố về. Hiện bài đăng của Quế Vân đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán xôn xao, bạn bè gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần tốt để không làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Bên cạnh đó, một số dân mạng nghi ngờ cô nàng này lại chiêu trò để câu like và thu hút sự chú ý. Nguyên nhân là do trước đó, Quế Vân từng gây sốc khi tung clip bạn trai đập phá nhà cửa, ngoại tình. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô lại khẳng định mối quan hệ của cô và bạn trai vẫn bình thường và đây chỉ là clip cũ đăng lên để cảnh cáo, dằn mặt tiểu tam. Trước đó, Quế Vân từng khoe được bạn trai tặng quà mùng 8 tháng 3 cho cô bằng cách chuyển khoản 2 tỷ làm quà khiến dân tình bàn tán không ngớt. Thời điểm ấy, ai cũng cho rằng Quế Vân đã tìm được định mệnh của đời mình. Tuy nhiên, với những hành động của hiện tại, netizen vẫn không phân biệt được bạn trai của cô là người tốt hay người xấu, nữ ca sĩ đang có hôn nhân hạnh phúc hay bất hạnh đây. Hết lần này đến lần khác, Quế Vân công khai những chuyện đời tư không mấy tốt đẹp lên mạng xã hội khiến nhiều người cho rằng cô đang cố tình tạo chiêu trò để đánh bóng tên tuổi.